Thật ra có bao giờ Long nghĩ là mình cứ lo ngoài không, vợ con mình ai lo? Long nên dành một ít thời gian để có thể lo cho con, cho vợ, dành ít thời gian quan tâm với bà xã nhiều hơn nha. Dạ, hôm bữa em có đăng là em chỉ làm hết tháng này em nghỉ. Nhưng mà bây giờ những cái bệnh nhân mà em đang hỗ trợ, người ta đang nỉ quá anh. Em nói thôi bây giờ em bận quá, từ sáng giờ em đi mệt quá rồi. Em đặt gáp cho chị được không? Chị nói em không có tiền để trả tiền gáp anh. Thế là em đặt gáp, thì gáp họ không chịu chở bình oxy, tại vì nó quá nặng, nó quá bực cồng kềnh. Nên thôi em phải tự chạy, lúc đó là khoảng 11 giờ đêm rồi. Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý Linh chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Chúng ta sẽ đến với nhân vật thứ hai. Nhân vật thứ hai là ai? Mời quý vị hướng về màn hình. Tôi tên Huỳnh Quang Nhật Long, sinh năm 1976. Nhà ở quận Bình Tân. Mình làm công việc là kinh doanh tự do, nói chung là về xe cổ, đồ chơi xe, đồ xe phân khối lớn á. Cái tên Long Ve Chai là xuất phát từ đó. Bắt đầu chạy oxy là hôm giữa tháng 7 cho tới bây giờ luôn. Trước đó mình cũng làm từ thiện nhiều rồi. Mình cũng hay đi các nơi, ví dụ xuống xây nhà tình nghĩa cho nhà tình thương ở dưới Bạc Liêu cùng với anh em xây cầu rồi đi làm từ thiện. Mình đang hỗ trợ cho một nhà trẻ mồ côi ở Bạc Liêu từ năm ngoái, đầu năm 2021 á. Cô chú thì chỉ có một mình đó là con trai thôi, mà dịch diễn biến căng quá thì cũng sợ chứ đó. Mình đâu có lường trước được sự việc. Cô thấy như qua cái giờ giới nghiêm tới rồi mà con cô càng lúc càng khuya chưa thấy về, cô sợ lắm chứ. Rồi cứ gọi chừng chừng, alo con về chưa, tới đâu rồi, hoặc con nói con đang ở bệnh viện, con đi tới quận 8, quận 6, có khi quận 12, mẹ ơi con đang lạc đường rồi mẹ ơi, xe con gần hết dầu rồi mẹ ơi, trời ơi lúc đó con thì con thắt chặt tim lại. Nếu mà ai cũng sợ thì ai sẽ đi, ai sẽ cứu ai, rồi lỡ mà em gái mình, người nhà của mình bị kêu cứu, không ai cứu, thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Sẽ bất lực mà cô độc lắm. Em tên là Trần Thị Thu Trang, hôm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang sống ở Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà nhận được tin là mình bị Covid đó, là tầm đó tháng 7, tháng 8. Thời điểm đó là em vừa sanh bé thứ hai. Em điều trị và cách ly tại nhà. Cái việc mà khó khăn nhất là mình thiếu oxy. Tại vì oxy là cái hơi thở mà, có hơi thở mới sống được. Đó là 3 giờ sáng là hết oxy rồi. Em bắt đầu là trở nặng. Thì chồng em có gọi cho anh Long. Anh Long thì anh Long mới tức tốc chạy từ nhà bên anh, chạy qua bên em cũng xa, khá là xa. Nhưng mà anh cố gắng anh chạy thì cũng vừa kịp và để em có oxy để mà tiếp tục thở. Khi mà anh mang tới oxy cái kịp thời, cái đúng lúc mà mình cần như vậy thì em cảm thấy nó giống như là một cái phép màu vậy. Dạ, em tin là có những câu chuyện cổ tích ở những đời thường này vì chính em là người đã chứng kiến cái người hùng đó. Gió đã nổi với làn nồng dần mặt em trong ngần. Thử cái thái độ của anh á, đối với cuộc sống này, đối với tất cả những người đang cần sự sống trong cái khoảnh khắc đó. Mọi người đều ngưỡng mộ và chúng tôi mong muốn rằng cái tính cách đó nó lan rộng hơn nữa để cho cuộc đời này nó vơi bớt đi cái nhọc nhằn. Mình còn khỏe mà mình chạy ra đường được và mình khiêng vác bình oxy được, mình đem cái hơi thở cho các bệnh nhân mà để khỏe mạnh sau đó, mình thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Lúc đó mình vui lắm, rất là vui. Mình ước mình có sức khỏe, đầy đủ sức khỏe để mình làm cái chuyện mình đang làm, để giúp mọi người. Mình còn sức khỏe còn giúp. Quỳnh Quang Nhật Long, một cái tên nó hơi xa lạ với
nhiều người trong đại dịch. Nhưng nói đến lòng ve chai thì rất quen thuộc với những người cần oxy. Rất nhiều sự sống đó được hồi sinh nhờ cái bình oxy của lòng ve chai này. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Quỳnh Quang Nhật Long. Chào Long. Thật ra quý vị thấy Quỳnh Quang Nhật Long lên đây mặc đồ vest này kia thấy là sự đẹp, nhưng mà lúc mà anh chở oxy đó, hay lúc anh lang thang trên khắp mọi cái con đường góc phố như ngõ hẻm trong đại dịch đó, thì thấy lòng ve chai tơi tả giống như một người bán ve chai vậy, thậm chí còn hơn nữa. Tôi gặp Long rất là nhiều trên những cái con hẻm như thế, một mình một ngựa chở oxy đi khắp mọi nơi, không kể giờ giấc ngày đêm. Thậm chí như Quỳnh Linh đã từng nói, anh ấy bán đi tất cả những cái gì trong nhà của anh để anh mua oxy. Bây giờ nhà anh Long oxy là bình oxy nhiều hơn là gạo, nhiều hơn là tiền nữa. Đó, đó là những cái gì mà Long oxy, nói đúng hơn là hay gọi Long oxy là một trong những cái cứu cánh đã hồi sinh biết bao nhiêu cái sự sống và chết trong đại dịch đó. Chỉ cần 10 giây, 20 giây thì nạn nhân Covid sẽ ra đi. Nếu như Long ve chai không tới kịp và cứ như thế anh lao trong đêm tối ấy. Cảm ơn Long rất nhiều. Thật ra là khi mà xem cái số của Long ở đợt trước đó, nhiều người nhắc Long lắm. Dạ. Cảm giác trở lại sân khấu này như thế nào Long? Dạ. Hồi hộp hơn, sợ hơn anh. Long chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Trước đối diện với cái chết với lại cái mập đại dịch em không sợ, nhưng mà lên đây em sợ. Đúng. Lên đây em sợ. Long chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả. Đây là lần thứ hai Long xuất hiện ở trong chương trình. Và đó, như Long nói đó, giữa cái sống và sự chết đó Long không sợ, bởi vì anh ấy luôn luôn đến những cái nơi nguy hiểm, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để vác oxy, để giúp cho một sự hồi sinh nào đó mà mình không nghĩ. Ngày hôm nay thì chúng tôi thật ra muốn gặp lại Long, không phải là vì Long hát hay hay gì cả, mà Long hát đầy cảm xúc. Một tiếng hát nó mang đậm cái tình nhân văn, cái tính tình người trong đó. Một tiếng hát đầy oxy, một tiếng hát mà tôi nghĩ rằng nó quá nhiều năng lượng sống trong cuộc sống này. Hôm nay vợ xem chương trình, vợ nói sao Long? Vợ nói thôi bây giờ cái công sức của vợ từ trước giờ, thôi cái giải thưởng này của vợ nó không được, anh hứa rồi, anh hứa là sửa xe cấp cứu, nạp oxy với lại bảo trợ tiếp cái nhà trẻ mồ côi ở Bạc Liêu anh. Anh ấy có cái xe ô tô, có xe máy, đi bán hết xe của mình mua một chiếc xe cứu thương để chở miễn phí. Và gần như là anh ấy với bà xã cãi nhau hoài về cái chuyện là nhà mình còn không lo, ăn còn không có, đi bán hết đồ nhà để mua oxy cứu người, để chở người như vậy. Thật ra tôi nói không ngoa, không hơn, có thể nhiều người nói là ông Vừa Linh nói hơn quá, nhưng mà thật ra tôi phải gọi Long oxy là người anh hùng đấy. Nó chính xác là như vậy. Dạ, cảm ơn anh. Bởi vì với những cái nỗ lực của Long đó, nó cứu sống rất là nhiều người. Thí dụ như ba mẹ vừa rồi, mấy đứa con như thế. Thí dụ như câu chuyện vừa rồi, chị Dung hả? Em cũng chưa biết tên chị đó, em không biết tên nhỉ. Vừa rồi á, là có câu chuyện là một cái người đó đến đây để cảm ơn bác sĩ đã cứu sống cái người đó. Nhưng cuối cùng bác sĩ nó, tại vì tôi có gọi cho một anh Long nào đó, anh đem bình oxy, chính ảnh cứu chứ tôi là người liên lạc thôi. Thì ra chính Long oxy là người đem bình đến để cứu chị đó. Và chị đó đã có mặt trong chương trình này rồi. Và rất là nhiều người xem chương trình này nhớ đến tôi đã gọi cho anh Long nào đó, anh Long ve chai, anh Long oxy nào đó. Đã cảm ơn Long rất là nhiều. Thật ra là tiếng của Long ve chai để lại cho đời này nó nhiều lắm. Đừng lo chuyện đó rồi đây. Con của Long, gia đình Long sẽ tự hào về điều đó. Và đặc biệt là những người anh em với Long, đặc biệt là anh Vũ, anh của Long đó, sẽ rất tự hào về Long ha. Rồi. Hôm nay rung thì rung nhưng vẫn phải hát. Hát như chính cái con tim của mình vậy. Hát như chính những cái bình oxy mình chở đến cho những cái người trong đại dịch vậy. Long hả? Dạ. Nên Long hát bài gì? Dạ, Đôi Chân Trần của Imon anh. Imon là ca sĩ hả? Hát thôi. Imon. Phải không? Đôi Chân Trần là Imon hả? Dạ. Phải không? Imon Kisor. Chính xác chưa? Đúng rồi. Của nhạc sĩ Imon Kisor tại Đắk Lắk. Anh đang sống, nhạc sĩ Imon Kisor là đang sống tại thành phố Buôn Ma Thuột.
Yvonne Cờ So đúng không? Đúng rồi. Là bài Đôi Chân Trần là của Yvonne Cờ So. Đúng rồi. Đúng không? Yvonne chỉ là ca sĩ hát lại bài đó thôi. Là người đầu tiên hát bài đó. Đúng rồi. Bài Đôi Chân Trần là của nhạc sĩ Yvonne Cờ So, người sáng tác bài Đi Tìm Nữ Thần Mặt Trời. Đúng rồi, có hai bài nổi tiếng nhất của Yvonne. Hai bài của nhạc sĩ đó rất là nổi tiếng, nhưng anh ấy thầm lặng sáng tác như vậy. Anh ấy đang ở Đắk Lắk ha. Bài đó là Imon hát lại, Imon hát hay quá nên người ta cứ nghĩ là bài sáng tác của Imon thôi, nhưng thật ra đó là bài của nhạc sĩ ca sĩ Yvonne Cờ So. Dạ anh. Rồi, trước khi anh Long hát thì cho phép tôi có đôi lời muốn gửi đến tôi gọi khi tôi xem cái tập trước á, khi anh Long tham gia và cái sự đóng góp thầm lặng của anh á, về tôi nói rằng tôi cứ trong người mình cứ lăn lăn hoài, mình nói là một cái con người nó từ chuyện cổ tích đi ra anh Huy, Quang Hà. Tại vì khó có một cái người mà có gia đình, có phía sau một gánh nặng mà trút bỏ tất cả, rồi chỉ đi mua bình oxy đi cứu trợ và miễn phí hoàn toàn, không có một cái lợi danh gì hết cả. Thì những cái ngày để thực hiện cái gala, chương trình gala này á, tôi nói với ban tổ chức là cố gắng mời được anh Long để anh quay trở lại để cho mọi người biết mặt ảnh nhiều hơn và tri ân tấm lòng của ảnh. Thì ảnh không có chịu, ảnh nói là tôi đang bận lắm. Bận ở đây là gì? Bận cứu trợ tiếp. Tại vì khi dịch lắng xuống rồi, nhưng mà những ngày hiện tại nè, anh vẫn đi mang bình oxy đến những nơi cần, chứ không phải bây giờ là đã kết thúc cái chuyện đó. Và anh mặc quần đùi, quần ngắn, rồi đi dép lê. Đôi chân ảnh đúng là một cái đôi chân trần, nó đen thui luôn. Và không có phải như cái bộ vest đẹp đẽ trên sân khấu này đâu. Và khi anh tới tập á, là tôi năn nỉ mãi. Anh nói là, tôi đến độ tôi nói là thôi, cái bài anh hát bài Đôi Chân Trần để cho tôi đàn cho anh hát. Anh an tâm chưa? Anh chịu tham gia chưa? Thì việc nói mãi anh mới đồng ý. Thì nếu mà anh hát bài Đôi Chân Trần thì lát nữa việc xin phép anh Huy, xin phép ca sĩ Quang Hà với Giang Hồng Ngọc là Việt sẽ đàn cho anh Long hát. Được không anh? Để có thể Việt hỗ trợ thêm cái tinh thần cho Long thôi. Đúng rồi. Coi Long về vẫn còn rung. Rồi, xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Chúng ta sẽ đến bài hát Đôi Chân Trần của nhạc sĩ Yvonne Cờ So với phần trình diễn của anh Long Ve Chai và hỗ trợ của ca nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Rung rung tựa vào hàn cây, ôi thời gian hãy quên đi, đôi chân công tranh cha đi giữa rừng hoang vu, chân cha khi tựa nắng gầy, hối tóc bạc tựa trắng soi. Chân đời tôi muốn quên đi, thật với ngày cha đi lượm tiền hạt ngọt về cho con đưa đôi qua đêm. Tôi muốn quên đi, thật với ngày cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy rung rung tựa vào hàng cây. Chân công canh cha đi giữa rừng hoang vu,
lướt cha đi đội nan thành bôi tóc bạc đôi chân soi cả một đời và cả một đời đôi chân trời lưng cha giữ đôi nan gành bôi tóc bạc đôi chân soi cả một đời và cả một đời đôi đôi chân trời. Đôi chân trần ơi, thời gian hãy quên đi. Ôi ngày tháng, đôi chân trần. Cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đã hỗ trợ cho anh Long ve chai, chứ không là đứng lên rung đi không nổi luôn á. Có sự hỗ trợ gần như tiếp thêm sức mạnh cho Long ha. Long mà lái xe đi chở oxy thì còn mạnh dạn hát chứ đứng lên đây rung quá hả? Dạ rung anh. Hôm nay thì Long đã hoàn thành rất là tốt ha, phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ban giám khảo nói gì về phần trình diễn của Long nha. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Rất hân hạnh được gặp bạn Long. Tôi rất ấn tượng với những việc mà bạn đã làm để chung sức với cộng đồng vượt qua những khó khăn trong mùa dịch vừa qua. Tôi rất thích cái phong cách của bạn. Cái phong cách chẳng những là đứng trên sân khấu, cái nụ cười rất thân thiện, nhưng mà cái phong cách sống mà coi chừng bà xã sẽ la nhiều đấy nhá, nếu mà cứ tiếp tục như thế này. Nhưng mà riêng với cái nghị lực, cái năng lượng mà bạn đã đóng góp, nhất là hôm nay trên cái sân khấu này, tôi cảm ơn sự có mặt của bạn trong chương trình này. Dạ cảm ơn. Bạn là chắc là tôi cũng chỉ là một trong số bao nhiêu khán giả đang theo dõi bạn. Và cho chúng tôi cảm nhận được cái sự ấm áp của tình người. Và chúng tôi với cái cảm xúc này thì chúng tôi bớt nhiều lo sợ trong cuộc sống. Bởi vì chúng tôi biết rằng cuộc sống này vẫn còn có những người thiết tha đến cái hạnh phúc, đến cái sự sống, đến cái sự an bình của người khác. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Mời ca sĩ Quang Hà. Bản thân em thì rất là cảm xúc khi mà nghe bài hát này của anh Long Ve Chai. Khi mà nghe những cái câu chuyện của anh ở trên màn hình á, thì em đã có những cái cảm xúc gai người với những câu chuyện và cái gọi là cái tấm lòng của anh dành cho đồng bào, dành cho tất cả những người khó khăn, đặc biệt là nguy cơ, gọi là nguy kịch. Đối diện với tử thần, đối diện với cái sinh mệnh của họ, anh đã không từ tất cả những cái gian truân, những cái khó khăn và ngay cả những cái gì nó ghê gớm nhất đó là dịch bệnh để mà lao đến để cứu trợ, bổ trợ cho bệnh nhân kịp lúc kịp thời. Đó là tất cả những cái gì mà em cảm thấy nó gai người đi khi mà nghe những câu chuyện của anh. Khi nghe anh hát bài hát Đôi Chân Trần này thì em lại cảm thấy cái nước mắt mình nó tuôn ra. Bởi vì em rất là nhớ bố em. Cái hình ảnh, cái bài hát nói về cái đôi vai, cái đôi chân trần của cái người bố, của cái người đàn ông gánh vác cho gia đình nhà mình. Bản thân bố em cũng là người như vậy và rất là nhớ bố. Bố em mới mất, cho nên em càng cảm xúc nhiều hơn. Mặc dù là giọng hát của anh rất là ngô nghê, nhưng mà khi nghe anh hát em cảm thấy mình muốn tuôn rơi cái nước mắt của mình. Và cái điều khó khăn nhất của mình, những cái người biểu diễn trên sân khấu, đó là lấy được nước mắt của khán giả.
Bởi vì không phải họ hát hay, hay họ hát kỹ thuật, hay họ hát to, hay họ hát khỏe, mà cái quan trọng nhất của cái người biểu diễn sân khấu đó là cái cảm xúc họ lấy được cái cảm xúc của khán giả, họ mang đến cái cảm xúc cho khán giả. Đó là cái sự thành công nhất của cái tiết mục. Em thật sự là phải cảm ơn anh rất nhiều, bởi vì anh đã vượt qua tất cả những cái gọi là cám dỗ. Ví dụ như là mời anh tham gia chương trình này để mà cho nhiều người biết đến tên tuổi anh thì anh cảm thấy rất là e ngại. Em nghĩ rằng đó là những cái điều mà khác thường, bởi vì không phải ai cũng mang lăn xả cái thân thể của mình, tiền bạc của mình, công sức của mình, hạnh phúc của mình để mà dành cho người khác, mà lại không cần đòi hỏi một cái gì điều gì đặc khác kể cả. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Hà. Thật ra như Hoàng Hà nói, có thể Long hát không hay, có thể Long hát không bằng ca sĩ khác, nhưng hát bằng cái tấm chân tình, bằng cái tấm lòng của Long. Và tôi cũng có dịp đi một ngày với nhạc sĩ Yphone Cờ So ở trên Đắk Lắk. Tôi nghe anh nói về bài này, anh hát về bài này, có thể anh hát không bằng Imon, có thể anh hát không bằng ca sĩ khác, nhưng khi nhạc sĩ Yphone Cờ So hát đó, tôi đã rơi nước mắt rất nhiều với bài hát nói về đôi chân trần của những người cha bằng mọi cách để có thể mưu sinh, bằng mọi cách để có thể cho con mình lớn lên bằng cái đôi chân trần của mình, mặc dù vượt qua rất là nhiều gai góc trong cuộc sống này. Cảm ơn Long. Một trong những người cha, tôi nghĩ rằng cũng với đôi chân trần đó, anh đã vẽ lên một bức tranh tự hào cho con của mình. Xin mời ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Dạ, xin chào anh Nhật Long. Dạ, chào Hồng Ngọc. Em cũng bị quá cảm xúc với ca khúc này, vì ca khúc này là làm cho em nhớ lại lúc em gần 15 tuổi đi thi tiếng hát truyền hình với ca khúc Đôi Chân Trần, mà nhận được rất nhiều lời sự yêu mến của mọi người. Trước tiên nói với ca khúc này, chắc cho em gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc này, đó là nhạc sĩ Imon Cờ So. Một ca khúc nói về người cha quá tuyệt vời. Em nghĩ là nên có nhiều ca khúc như thế này nữa để ở trong cuộc đời chúng ta, vì thường có thể là do em nghe nhiều về ca khúc mẹ, rất ít những ca khúc về cha. Nhưng mà giống như anh vừa nói, cha là một cái gì đó rất là thiêng liêng và cao cả, vì em từ nhỏ được cha đưa đi hát, cho nên là em rất là yêu những ca khúc về cha. Rất là vất vả để có thể lo cho mình những bữa ăn, và quan trọng hơn là lúc nào cũng ngồi ngoài mưa có thể đợi con gái mình đi làm, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh bằng những cái mình có được trên chiếc xe rất là cọc cạch thôi. Đội ông mưa ngồi chờ con mình làm MC, và lúc đó em cũng là MC mà hát. Rồi cha mình ngồi chờ mình, cái cảm giác đó đến lúc này, dù mình có một chút thành công nhưng mà em nghĩ rằng là phải luôn nhớ, phải luôn ghi nhớ, vì đó là một cái sự biết ơn và giúp mình có được như ngày hôm nay. Và em rất cảm ơn ca khúc vừa rồi, và cảm ơn anh đã đến với cuộc đời, đến với cuộc sống này, vì em thấy anh giống như là một ông Phật trong cuộc đời vậy. Một ông bụt địa đó. Anh đã làm tất cả về những gì bằng trái tim của anh. Anh không màng đến những cái nguy hiểm chung quanh anh và những đứa con của anh, đặc biệt là người vợ bên cạnh anh, mà anh dành hết tất cả tấm lòng của anh cho những người mà anh mong muốn cứu sống. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ dạ, cảm ơn ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Tôi xin chúc anh Long thật nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Xin mời ca nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Tôi cảm ơn anh Long với hai lý do là tôi đã dụ anh Long thành công để tham gia hoặc quay lại chương trình hát cho ngày mai một lần nữa. Và lời cảm ơn thứ hai là anh Long đã đồng ý cho tôi đệm đàn cho anh hát. Tại vì việc thì đệm đàn cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng mà thật sự cái cảm xúc á, mà đệm cho một cái tinh thần hát á, nó quan trọng lắm. Tại vì nó, tiếng hát của anh Long Ve Chai nó vượt qua cái việc mà trên phô hay là nhịp nhàng nữa. Cho nên là anh Long cũng rất là an tâm khi việc nói rằng anh hát tới đâu thì tôi đệm tới đó. Và anh bắt đầu nhịp thì tôi sẽ theo anh đầu nhịp. Cho nên tiếng hát của anh đó, nó vượt qua tất cả. Nó chỉ còn động lại là cảm xúc chân thành nhất. Và đôi chân trần của anh đã gieo đến một niềm tin, một cái tấm lòng rất là lớn cho chương trình hát cho ngày mai. Xin cảm ơn anh. Dạ, dạ cảm ơn nhạc sĩ Đức Việt. Thật ra hôm nay tôi đứng gần Long thế này,
trong đại dịch đó tôi với Long gặp nhau nhưng mà hai thằng đàn ông ngồi cách xa ăn nhau, mì gói, ăn mì gói, thằng gói mì, nói chuyện mà đeo khẩu trang ngồi rất là xa, hình như ai cũng sợ ai hết trơn. Cách ly. À, đúng rồi, nó khoảng cách ly đó. Tôi gặp Long rất nhiều lần, tôi không nghĩ Long hát được đâu. Tôi nghĩ ông này ông bù đời trời, ông chỉ có giác oxy với lấy mì này kia. Tôi và Long rất là nhiều lần đi vào nơi của anh Lê Phước Vũ đó, xin mì gạo rồi mì tôm nước tương nước mắm tương chao này kia. Có mỗi lần tôi với Long khó khăn là gọi anh Lê Phước Vũ là có hết luôn. Và hôm nay gặp lại Long, tôi thấy Long hát trưởng thành hơn đó, biết đâu về sau này mình làm cái live show Long về chai. Mình làm live show Long về chai đi, lúc đó bỏ oxy ai chạy thì sẽ cấp cứu. Đó, thấy chưa, cũng lo oxy nữa. Nhưng mà một cái câu thế này Long ơi, dạ, thật ra có bao giờ Long nghĩ là mình cứ lo ngoài không, vợ con mình ai lo? Long nên dành ít thời gian để có thể lo cho con, cho vợ, dành ít thời gian quan tâm với bà xã nhiều hơn nha. Dạ. Hả? Ông, em cũng định nghỉ rồi nhưng mà hôm bữa em có đăng là em chỉ làm hết tháng này em nghỉ. Nhưng mà bây giờ những cái bệnh nhân mà em đang hỗ trợ, người ta đang nỉ quá anh. Người ta nói là thôi bây giờ cố hỗ trợ cho mẹ em khỏe đi. Chứ bây giờ mướn một bình ở ngoài tới 500 ngàn là nặng lắm, vì tụi em không có tiền. Cứ hôm cái ngày mà phát sóng chương trình á, là ngày đó em đang chạy hỗ trợ ca bệnh ở đường nơi Chân Long anh. Em nói thôi bây giờ em bận quá, từ sáng giờ em đi mệt quá rồi, em đặt gáp cho chị được không? Chị nói em không có tiền để trả tiền gáp anh. Thế là em đặt gáp thì gáp họ không chịu chở bình oxy, tại vì nó quá nặng, nó quá cồng kềnh, nên thôi em phải tự chạy. Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm rồi, 10 giờ mấy 11 giờ đêm rồi, em từ Bình Chánh em phải chạy qua ca đó em hỗ trợ nha. Cái chuyện đó là một trong những giá trị nhân văn rất là lớn. Long không thể nghĩ luôn được, có thể Long bận, Long một nhờ một anh em nào đó, nhưng mình cũng phải dành thời gian cho vợ. Thật ra vợ Long mới là người đáng thương rất là nhiều, con Long nữa ha, có một người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng suốt ngày ông cứ lang thang, ông chở oxy đi cứu người không, người ở nhà không ai cứu. Dạ, cái bài này em cũng nhớ, em cũng xin lỗi ba em. Tại cái hôm dịch á, ba em có hôm đó là em bị dính Covid, hôm tháng 7 là em dính rồi. Nhưng mà em tối đêm nay em ngủ ở trạm, thật sự không phải ngủ ở trạm mà em ngủ ngoài đường. Tại trạm ai cho ngủ, mình bị Covid mà ai cho ngủ nữa, lây mấy người kia. Thì ba mới kêu đi về đi, giờ cỡ giờ nào cũng phải về hết. Lúc đó là 1 giờ mấy sáng rồi. Cứ em nói thôi tối nay cùng qua trạm ngủ, mấy đêm ba em nói mày đừng có mất dậy nha. Ba mày nói mà mày không nghe, mà ba em đâu biết. Bây giờ ở nhà, bây giờ mình nói ra mình bị Covid thì ở nhà lo nữa, mà về trạm thì lây tụi nó. Tại em về trạm là tụi nó đưa cái chén cơm ra ngoài đường cho em ăn mà. Nên lúc đó ba em không biết, thôi em cúp máy luôn. Là mà cũng nhờ ngủ ngoài đường đó mà em cứu khoảng 3 ca ở đường Lộc Long Quân, lúc đó 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng người ta cần oxy đó nha. À, dạ. Đó là những cái công việc mà Long đem đến cho đời. Thật ra bên cạnh Long còn rất là nhiều người bạn âm thầm lặng lẽ nữa. Tôi có một người chị đó tên là người chị Hoa, dạ, một người bạn âm thầm trong đại dịch như thế, cứu không biết bao nhiêu gia đình như thế, nhưng không bao giờ chị Hoa ấy xuất hiện trên sân khấu. Và trong Hát Cho Ngày Mai này tôi cũng gửi lời cảm ơn chị Hoa. Chị Hoa là một con người rất là tuyệt vời ha. Em cũng cảm ơn chị Hoa luôn. Không ngại cái sự hy sinh nào cả. Mà chị không bao giờ xuất hiện đâu nha. Dạ. Rồi cảm ơn chị Hoa nha. Chị Hoa rất đặc biệt đấy. Tôi cũng rất là tự hào về chị tên Hoa đó. Rồi chúc mừng Long. Như vậy chúng ta lại gặp nhau để cùng hít thở. Chúng ta còn sống, còn thở là còn gỡ đúng không Long? Đúng rồi, dạ. Chứ lúc đó anh em gặp nhau nói, trời ơi, không biết thằng nào đi trước thằng nào đây. Trong những giai đoạn cực kỳ nguy hiểm đó. Dạ. Mà hôm nay chúng ta gặp lại nhau, ta hạnh phúc quá rồi. Dạ. Ha? Chúc mừng anh em chúng ta luôn. Dạ anh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giây phút vô cùng cảm động của những nhân vật chúng tôi cùng với người thân của họ. Những giây phút đó chắc chắn chúng ta không bao giờ quên được. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả xem hai người sẽ tạm dừng cuộc chơi và ai sẽ là người ở lại. Hai người phải chia tay cuộc chơi đó là Quỳnh Quang Nhật Long và Hồ Quốc Phát. Chúc mừng cho Lê Bảo và Út Mười. Lê Bảo, mời vào trong chuẩn bị đi. Mình sẽ hát tiếp ha. Rồi. Ở đây.
Không vấn đề gì cả, chúng ta như Quỳnh Linh nói, chúng ta vẫn là anh em một nhà, vẫn còn hát mãi. Chỉ có tạm chia tay với cuộc chơi này thôi. Mình sẽ tiếp tục hát mãi, không chỉ có hát trong cuộc chơi này mà chúng ta hát tiếp những cái giấc mơ, những dự án đầy ý nghĩa của mình ha. Chúng ta sẽ nhận những phần quà từ chương trình. Mỗi phần quà là 25 triệu đồng của Hoa Sen Home. Xin thay mặt cho Hoa Sen Home gửi tặng cho mỗi nhân vật chúng ta, gửi cho bác sĩ Hữu Pháp và Long mỗi người 25 triệu đồng. Và tôi biết chắc chắn rằng những món quà này các bạn cũng sẽ làm một điều gì đó giúp ích cho xã hội ha. Cái số tiền này em tiếp tục bảo trợ cho nhà trẻ mồ côi ở chùa Phước Long, thị xã Bạc Liêu nha. Với lại em sẽ có một cái quỹ nhỏ cho mai táng không đồng cho những cái mảnh đời mà không có người thân á, như hồi dịch em đã làm nhưng mà gần như em chưa ai biết á, em cũng không nói cho ai biết hết. Tại vì trong trạm em vẫn còn túi xác nè, áo quan nè, quan tài, và em sẽ tiếp tục làm tiếp nha. Nha. Cảm ơn những cái tấm lòng cao quý của các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc, thành công và luôn luôn bình an. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.